Phòng thi thứ hai có tên là Crazy Challenge. Các bạn có thể thấy là trên tay Thiap đang là một cái vợt cầu lông và quả cầu. Trên tay bọn em cũng là một cầu. Đó, và các bạn có thể thấy không? Wow. Đội này là có 6 tay. Nhưng mà cuối cùng là 3 tay phải gộp lại thành một tay. Đấy. Đau không em? Đau không em? Dạ không, sao không? Dạ không, dạ. Ui dạ, anh chưa nhớ. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn sẽ là Thiap sẽ đứng bên này và đánh cầu sang. Hai đội chơi như kiểu là mình thi đấu bình thường thôi, cầu lông bình thường. Và các bạn chỉ được dùng tay này thôi. Ok. Dạ. Các bạn phải tăng qua tăng lại với Thiap. Dạ. Đúng 10 lần. Ok. Anh nhớ anh chơi đàng hoàng nha anh. Anh chơi đàng hoàng mà. Anh biết chơi cầu lông không anh? Con đã biết chơi cầu lông không? Chết rồi, chết rồi. Chung là cuộc đời là mình có thể học hỏi được các bạn. Chín trái xong gớt. Xong rớt. Bây giờ mình sẽ bấm thời gian cho anh Thiap nha. Rồi, 3 phút. Bắt đầu. Ôi, lại nào. Ba người phải cầm chắc. Cuồng trong mơ. Gì thôi. Mọi người đừng á, thấp tấp nha. Được không? Ở chỗ đi, em đi rửa cho. Thời gian em trôi qua. Thôi chỉ còn một thôi. Ây dạ. Em ơi. 1 2 phút 10 giây rồi. Qua đây. Thôi không tính nha. Ủa, anh cái gì hả? Không có tuần. 1 5. Qua đây. Đây. 6. Em giúp phát về được kia ấy. Ok. Cố lên nè. 6. Ủa đâu rồi? Trời ơi, gần được 10 rồi. 30 giây. Để về 7. 8 rồi đó. 8. Còn 2 cái nữa thôi trời. 20 giây nữa. 8. Mới 8 mà còn 2 cái nữa. 9. Tại em đứng rìa. Mọi người ơi, đội xanh hoàn thành 10 trái trong vòng 2 phút 49 giây. Rồi. Còn 10 giây thôi là các bạn sẽ hết giờ nhưng mà hơi quá làm kịp. Vậy là các bạn thành đúng hết rồi đó. Làm nhanh hơn không? Rồi, để tôi coi. Hơi khó luôn. Tôi nghĩ đội tôi hơi bị khó. Không, mọi người ơi. Cho nên là thử mà có khi đó lại làm được. Và thời gian sẽ được phép bắt đầu. Giờ em ơi. Chơi rồi. Bắt tập rồi. 1 2 3
phía bên này chết người đấy. Rồi hai. Đấy bị gần quá à. Ủa phải chạy chứ tự nhiên kêu gần là gần lên sao. Nhưng mà do bên này phát. Một. Đội Dương hiện tại đã có số điểm là 8 điểm. Dạ. Rồi. Còn đội Lá thì là 1 điểm. Ơ? Dạ không? 10 điểm. 1 điểm lật ngược. 1 phút không bây giờ. 10 điểm trong 2 phút. Sao nãy tôi tin 10 điểm trong vòng 2 phút. Có nghĩa là 9 điểm trong vòng 3 phút. Ủa chắc rồi. Vòng này của em nó chiều cao nó khấp khiển quá anh hiểu không? Chính là em nghĩ á, tụi em như vậy là xuất sắc rồi mọi người. Anh Đào, anh Đào, anh Đào. Ờ anh thấy ok mà, anh thấy mọi người vợ cũng dễ nói. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai có tên là bom nổ chậm. Wow. Trước tiên đi, bây giờ xin mời hai đội ngồi xen kẽ vào với nhau, trà trộn vào. Xen kẽ. À. Với đội hình này thì TF sẽ đưa cho các bạn một quả bom. Bom, bom, bom. Ai chuẩn anh ơi? Anh không biết bom. Bơm phải táo đúng không anh? Bơm. À đúng rồi, bơm. Bơm. Bơm phải táo không? Nói chung là anh vẫn muốn sống thôi em ạ. Nên là nếu mà nổ thì anh cũng chết cùng thôi. Nên là bơm giả em ạ. À dạ. Đấy, nó là nghệ thuật thôi mà em. Đó, thì anh sẽ đưa ví dụ đi cho Winner đi. Thì quả bom nó sẽ có trong khoảng thời gian nhất định. Và các em sẽ phải vừa đưa vừa hát, vừa đưa vừa hát. Ờ. Sau rồi đến lúc mà quả bom nó phát nổ. Mà khi nào mình biết là quả bom phát nổ là ý là của em sẽ không biết. Lát nữa gặp mặt quả bom sẽ biết. Lát nữa gặp mặt quả bom. May mắn á. Đó. Em sẽ không biết đúng không? Kết thúc lượt chơi thì đội nào còn nhiều người hơn nó giành chiến thắng. Vậy à, này ham xui vậy? Này ham xui. Ham xui đó. Ra mọi người không biết là bom là em điều khiển. Em muốn ai thua là em cho thua. À. Em không thích ai khen được trai tại vì em biết là em như thế rồi. Ok. Rồi, chơi chưa? Dạ rồi. Chơi bắt đầu. Woo. Rồi.